Camera hiện trường đã ghi lại khoảnh khắc sống sót khó tin của một tài xế người Nga khi chiếc ô tô của ông rơi từ độ cao 15m xuống đất. Evgeny Samko, 40 tuổi, thoát chết sau khi lái chiếc xe Volkswagen Touareg lao xuống đất từ tầng 4 một bãi đỗ xe ở Moscow. Tài xế này chỉ bị sốc sau cú rơi kinh hoàng. Xe cứu thương đến nhưng không đưa anh ta đi, một nhân chứng kể lại. Độ cao từ tầng 4 của bãi đỗ xe xuống đất khoảng 15m. Samko ở lại hiện trường để cung cấp lời khai cho cảnh sát và bị kiểm tra nồng độ cồn sau khi một cái chai được tìm thấy trong xe. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tài xế này lái xe lao từ tầng cao xuống dưới đất.